Chào mừng các bạn đã đến với Kinh Hoa Sen Ban Mai. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo phụ đề cho video YouTube của các bạn. Thì việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập giúp mình vào cái trang quản lý kênh YouTube của các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ chọn giúp mình phần nội dung. Ở video hướng dẫn này mình sẽ chọn một cái video bất kỳ để có thể làm cái hướng dẫn cho các bạn. Thì ở đây mình sẽ chọn là 15 món ăn hải sản tươi ngon hấp dẫn. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần chỉnh sửa giúp mình. Thì đối với những cái video này thì các bạn đã sau khi đã cập nhật những cái tiêu đề và mô tả của các bạn sẽ kéo xuống giúp mình ở cái phần phụ đề. Thì ở đây các bạn sẽ kéo xuống giúp mình cái phần ngôn ngữ và chứng nhận phụ đề. Các bạn sẽ lựa chọn giúp mình cái ngôn ngữ của video và cái ngôn ngữ tiêu đề của cái nội dung mô tả của video này. Thì ở đây mình đang sử dụng là cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thì mình sẽ chọn cái phần tiếng Việt ở đây, cũng như cái phần ngôn ngữ của tiêu đề và nội dung mô tả. Các bạn nào làm tiếng Anh thì các bạn sẽ chọn tiếng Anh giúp mình. Còn các bạn nào mà làm cái ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn sẽ chọn giúp mình. Sau khi chọn hoàn tất, các bạn sẽ bấm ở đây là lưu lại. Sau khi các bạn đã lưu lại những cái chỉnh sửa, các bạn sẽ nhấp vào cái phụ đề nhỏ màu xanh ở đây giúp mình. Nó sẽ chuyển các bạn sang cái giao diện của cái mục phụ đề video. Ở đây nếu mà các bạn muốn dịch cái phụ đề này bằng cách tự động thì các bạn sẽ bấm ở cái phần dưới đây giúp mình. Thì các bạn nếu mà muốn tự nhập thì các bạn sẽ gõ vào những cái thông tin ở dưới đây, ví dụ như các bạn sẽ bật cái video này Một ốc hương tự nhiên Nha Trang. thì các bạn sẽ dựa vào những cái âm thanh của cái video này và các bạn sẽ tự thêm cái phần phụ đề này. Thì đối với những cái việc này thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian của các bạn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể thêm vào cái phụ đề tự động. Thì các bạn sẽ đóng lại ở đây giúp mình. Các bạn sẽ bấm hủy thay đổi. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp mình là các bạn sẽ bấm vào cái phần chỉnh sửa ở trên đây giúp mình. Và các bạn nó sẽ hỏi các bạn là nội dung này sẽ thay thế phụ đề bằng tiếng Việt hiện tại, thì các bạn sẽ bấm tiếp tục với mình. Thì ở đây các bạn đã thấy là nó sẽ hiện ra cho các bạn những cái phụ đề đã được cập nhật tự động, thì các bạn sẽ chỉnh sửa lại. Thì ở đây các bạn sẽ bấm vần phát. Đối với những cái phần nào mà các bạn chưa biết thì các bạn sẽ bấm vần phát để nghe lại. Đây, các bạn sẽ có thể chỉnh sửa trực tiếp. Đó. Ví dụ ở đây là mình sẽ chỉnh sửa những cái này. Một ốc hương tự nhiên Nha Trang ốc hương, thì các bạn sẽ nghe theo lần lượt và các bạn sẽ chỉnh sửa từng cái phụ đề một để cho cái bản phụ đề này nó được chính xác. Thì sau khi các bạn đã chỉnh sửa lại một cách hoàn tất thì các bạn sẽ nhấp vào phần xuất bản giúp mình. Thì sau khi mà các bạn đã cập nhật hoàn tất thì trên cái video này nó đã tự động ra một cái phụ đề tự động cho các bạn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái phần quan trọng. Thì đối với các bạn nào muốn tạo những cái phụ đề dành cho những cái ngôn ngữ khác thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết. Ví dụ ở đây là các bạn muốn tạo thêm cái phụ đề của ngôn ngữ tiếng Anh để có thể thu hút được những cái đối tượng khán giả khác từ những cái kênh nước ngoài. Ví dụ ở đây các bạn sẽ thêm vào kênh tiếng Anh giúp mình, thêm vào cái ngôn ngữ tiếng Anh giúp mình. Thì các bạn sẽ bấm ở đây. Các bạn sẽ tiến hành chỉnh sửa giúp mình trước cái tiêu đề và cái mô tả. Thì đối với những cái phần này thì các bạn nếu mà không có giỏi về cái ngoại ngữ thì các bạn có thể vào cái phần Google dịch giúp mình. Thì các bạn sẽ dán những cái thông tin này. Ví dụ ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ về cái tiêu đề. Các bạn sẽ dán ở đây giúp mình.
Thì ở đây thì Google họ đã dịch ra cho các bạn. Thì đây đối với những cái bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ thì hoặc là các bạn muốn dịch chính xác thì các bạn có thể nhờ những cái người mà họ giỏi về ngoại ngữ để có thể xem lại cho các bạn cũng như là dịch cho các bạn một cách chính xác nhất. Còn đối với các bạn nào mà không rành về ngoại ngữ thì các bạn có thể sử dụng Google dịch. Thì sau khi ở đây mình sẽ làm ví dụ cho các bạn nên mình sẽ không làm kỹ về vấn đề ngữ pháp. Thì sau khi các bạn đã hoàn tất, các bạn sẽ dán vào đây giúp mình. Thì ở đây nó sẽ báo là không cho phép thêm dòng mới. Thì các bạn lưu ý là cái phần tiêu đề như thế nào thì các bạn sẽ làm tiêu đề bên cái phần dịch nó chuẩn và chính xác tương tự như vậy. Các bạn sẽ không thêm những cái dòng khác ở đây. Thì ở đây cái phần mô tả của các bạn cũng sẽ làm tương tự giúp mình. Các bạn cũng sẽ copy giúp mình ở đây. Và các bạn sẽ dán ở bên phần Google Dịch. Sau khi hoàn tất các bạn sẽ bấm ở copy đây và dán vào cái phần mô tả phụ đề. Thì sau khi các bạn hoàn tất các bạn sẽ bấm vào phần xuất bản giúp mình. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái quan trọng là sau khi đã tạo cái tiêu đề và mô tả bằng tiếng Anh thì các bạn muốn tạo cái phụ đề đối với cái ngôn ngữ này thì các bạn sẽ nhấp vào đây giúp mình. Thì các bạn lưu ý giúp mình là sau khi các bạn đã tạo cái phụ đề bằng ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn có thể tạo bằng bất cứ cái ngôn ngữ nào mà các bạn mong muốn. Thì đây là một cái rất là thuận tiện cho các bạn. Các bạn sẽ bấm vào phần dịch tự động giúp mình. Đây, thì các bạn thấy là nó đã tự động chuyển cái ngôn ngữ của các bạn, cái phần phụ đề của bạn sang những cái ngôn ngữ khác. Thì sau khi mà các bạn đã kiểm tra lại hoàn tất, các bạn sẽ bấm vào phần xuất bản giúp mình. Ở đây thì rất là thuận tiện, các bạn có thể tạo thành bất kỳ cái ngôn ngữ nào mà các bạn mong muốn. Các bạn có thể chọn tiếng Anh hoặc là những cái ngôn ngữ khác, ví dụ như là các bạn sẽ thấy như là tiếng Bồ Đào Nha hoặc là tiếng Trung Quốc tùy theo các bạn. Thì các bạn cũng sẽ làm tương tự là các bạn sẽ chọn ở đây, các bạn sẽ kéo xuống, ví dụ như là mình sẽ thêm một cái ngôn ngữ khác, ví dụ là các bạn sẽ thêm vào cái phần tiếng Pháp của các bạn. Ví dụ như ở đây mình sẽ thêm phần tiếng Đức. Thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đối với cái phần tiếng Đức. Thì các bạn mà không biết thì các bạn cũng sẽ vào cái phần Google Dịch. Các bạn sẽ bấm ở phần ở đây giúp mình. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ bấm ở cái mũi tên để nó sổ xuống. Thì các bạn sẽ chọn cái ngôn ngữ. Ví dụ ở đây các bạn sẽ kéo xuống và chọn cái ngôn ngữ tiếng Đức giúp mình. Thì các bạn cũng sẽ làm tương tự, các bạn sẽ copy cái tiêu đề này dán vào đây và các bạn sẽ copy dán vào phần dịch. Cái phần mô tả các bạn cũng sẽ làm tương tự giúp mình. Ở đây là mình sẽ làm ví dụ cho các bạn nên mình sẽ không làm quá chi tiết. Các bạn sẽ dán vào phần mô tả và bấm vào xuất bản. Các bạn cũng sẽ thêm phần phụ đề tương tự. Các bạn bấm dịch tự động và các bạn sẽ bấm xuất bản. Thì video hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo cái phụ đề tự động đối với video YouTube và cách để có thể dịch ra những ngôn ngữ phụ đề mà các bạn mong muốn của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến thắc mắc, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Mình rất vui là có thể nhận được những cái đóng góp cũng như phản hồi của các bạn để giúp cho kênh Hoa Sen Ban Mai ngày một tốt hơn. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu mà liên hệ với mình, các bạn vui lòng nhắn giúp mình vào cái fanpage Hoa Sen Ban Mai, mình sẽ hoặc là các bạn sẽ comment bình luận ở dưới video. Thì mình sẽ cố gắng là phản hồi cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì các bạn cũng có thể tham khảo những cái website của mình cũng như những cái group dành cho những các bạn bán hàng khác. Thì video hướng dẫn của mình đến đây xin kết thúc.
Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn.